em lên chửi nhau với tụi nó vì Facebook có chặn 30 ngày rồi anh chị em ơi. Tạm thời lên Facebook này chửi nhau với bọn lèo báo tiếp. À. Thấy báo chí lao nhao lại phù rằng công an ta xấu xa. Ê, có vụ án bé xíu mà tìm tận 3 ngày luôn đó nha. Ôi địt mẹ bọn lèo báo khác lộ gì mấy con chó dài. Bọn đi bút viết lêu láo bản chất một lũ sâu có hại. Ngồi ở nhà mà cào phím tại sao cứ nổ hoài. Thử băm điếc mà thích thám tử ngon ra đấy mà chỗ tài. Đừng có dài mỏ để tao gánh cho tụi mày thêm cái tai thỏ. Đã nghe trò rõ không là xài đó. Nếu mà nhục thì cứ úp mặt vào cái mò. Nhan hài bó để đó tao lo. Cúng cho tụi mày lũ chó hai mang. Cho hẳn 2 tháng xem tụi mày có tìm ra để lo mai táng. Để tao nói tụi mày nghe, công an họ đâu có ngại khó mà chỉ ngại chó. Một đứa chó xuyên tạc mới đáng ngại đó. Ê, vụ án xảy ra tối 30 đâu có ai. Bọn đi bút đã tung tin đồn là cô gái đang có thai. Còn mấy anh công an thì lo ăn Tết với hai họ, đâu có rảnh mà đi tìm ra tung tích của cô gái. Lỗ tài tụi mày để làm cảnh hay cho chó nhai. Đừng cố cãi, tụi mày biết báo cố để có lại. Lại có con nhà văn đúng bản chất gà mái đỏ mang thai chó. Đám tụi mày thì đem thi hán ai to. Yeah, nói công an Việt Nam phán 3 ngày nó kêu phán chậm không được khen thưởng vãi lều. Thầy báo chí lao nhao lại vu rằng công an ta xấu xa. Ê, có vụ án bé xíu mà tìm tận 3 ngày luôn đó nha. Vụ án nó phức tạp như xuống biển mò trai, đâu phải dễ như là mấy em gái mò trai. Đúng hay sai đâu phải chuyện của mấy em bán hàng online. Ngó tới ngó lui cũng phải ngó lại, làm không tốt thì tụi mày chửi là phá hại. Xong nhiệm vụ tụi nó lại bảo là do ai bắt tội phạm chưa đóng thuế, bắt cho ai tào bó tài. Xã hội ngược đời mà ai có hay, tội phạm được tung hô giống kẻ có tài, còn công an thì bị chửi như là chó hoài. Lại có án nhận bằng khen thì bị đếm đá, liệu có đáng? Bay qua xem nước ngoài coi nó phá bao nhiêu lâu nha. Bất chửi công an Việt Nam lại nha. Thầy báo chí lao nhao lại vu rằng công an ta xấu xa. Lèo báo có vụ án bé xíu mà tìm tận 3 ngày luôn đó nha. Thầy báo chí lao nhao lại vu rằng công an ta xấu xa. Có vụ án bé xíu mà tìm tận 3 ngày luôn đó nha. Yeah.